Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình không phải đi học nên là có quyết định làm cái viết này để nói chuyện với mọi người, và cũng là thông báo một vài plan mình có thể là sẽ làm trong thời gian tới. Thứ nhất là xin chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Chúc mọi người một năm thật là nhiều thành công, hạnh phúc và may mắn. Thứ hai là mình cũng nhân cái dịp này thì mình cũng xin lỗi tất cả những bạn mà có nhắn tin cho mình, inbox cho mình trên Facebook hoặc là qua điện thoại mà mình không có reply. Cái vấn đề đó là mình hay có cái thói quen là đọc Facebook, đọc tin nhắn Facebook mọi lúc mọi nơi, nhưng mà trong cái lúc mà học hoặc là đang bận chẳng hạn thì cũng quên mất là phải reply mọi người. Nên thường là đọc xong và sau đó là nghĩ là ok, lát nữa rồi mình sẽ reply. Nhưng đến lúc học xong hoặc đến lúc làm xong cái công việc đó thì lại quên mất. Thế nên là rất là mong các bạn sẽ bỏ qua cho mình. Đặc biệt là những bạn và những anh chị nào mà có nhắn tin cho mình trở qua tin nhắn Facebook nhờ mình dạy cho bạn bè, con cái, anh chị em, hoặc là nhờ mình dạy tiếng Anh cho chính bạn hoặc chính anh chị đó, thì mình cũng rất là xin lỗi vì cái khoảng thời gian này hiện tại là mình đang không ở Việt Nam, và vì vậy mình sẽ xin phép là không nhận thêm bất kỳ học sinh, sinh viên nào. Hiện tại thì mình có đang dạy một bạn, và bạn ấy là một người mà khá là đặc biệt, là trường hợp khá là đặc biệt, và mình đã nhận dạy bạn ấy từ trước khi mình rời khỏi Việt Nam. Và bạn ấy cực kỳ là nhiệt tình và chăm chỉ, cũng như là có chí tiến thủ, rất là muốn thi đỗ IELTS. Thế nên là, và đồng thời cũng là một người bạn mà mình rất là yêu mến, nên mình đã nhận lời để giúp bạn ý. Còn lại thì chắc chắn là phải xin lỗi tất cả các anh chị và các bạn vì thời gian này mình không thể giúp mọi người được. Nhưng mà thời gian tới, sau khi mà giúp đỡ bạn của mình xong, thì mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để giúp được mọi người nhiều nhất có thể. Và cái vấn đề thứ ba đó là mình muốn thông báo về cái plan rằng từ nay mỗi một ngày mình sẽ làm một cái viết, tức là một cái video, một cái clip, và chia sẻ với mọi người một số từ vựng mà mình nghĩ là khá là hay và khá là cần thiết cho các chủ đề speaking cũng như là writing của IELTS. Và tất nhiên là những cụm từ này mình có thể khẳng định là sẽ rất khó để tìm được ở những trang khác, những kênh khác, những nguồn khác. Vì mình sàng lọc khá là kỹ, và đó là những cụm từ thực sự rất là chất lượng. Mình làm clip này, mình làm tất cả các clip đó không vì mục đích là dạy học, cũng không vì mục đích là câu kéo sinh viên, bởi vì thực sự thì bây giờ mình cũng không có ý định giảng dạy. Mình đang đầu tư toàn bộ thời gian cho việc học và việc chơi. Thực sự cái chuyến đi nước ngoài này của mình, đi du học này của mình, là cơ hội để mình có thể trải nghiệm nhiều hơn những thứ mà trước đây mình chưa bao giờ làm, và mình không muốn phải hối hận vì không làm những điều đó nữa. Vậy nên là hy vọng là những cái clip mà mình chia sẻ, những từ vựng mà mình cung cấp cho các bạn, có thể giúp các bạn vượt qua cái kỳ thi IELTS, cả cái kỳ thi TOEFL, SAT, SAT và những kỳ thi khác nữa một cách dễ dàng hơn. Bây giờ vì Tết vừa mới đến, chúng ta vẫn còn đang trong quá trình du xuân. Thế nên
vào ngày Tết đến thì chắc là tất cả mọi người đều mong muốn được đoàn tụ với gia đình và mình cũng vậy. Vì vậy chủ đề đầu tiên mà mình muốn chia sẻ một vài từ vựng đó là chủ đề family. Và mình đã viết các từ cần thiết ra một cái tờ giấy như thế này và hy vọng là mọi người có thể nhìn được. Mình cũng sẽ đánh lại những từ này cho các bạn trên Facebook của mình. Mình cũng sẽ post những cái ví dụ mà mình có lấy ra để minh họa cho các từ, và đồng thời là mình cũng sẽ phát âm những từ này một cách hy vọng là chuẩn xác nhất để các bạn có thể học từ này một cách dễ dàng hơn. Về chủ đề family thì từ đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đó chính là từ wayward. Wayward, từ này có hai âm tiết và mọi người nhớ đọc là cái âm đằng sau, mặc dù nó viết là chữ word, nhìn nhìn khá là giống chữ word nhưng thực tế nó đọc là âm ơ ngắn wayward. Wayward, và từ này mang nghĩa là a child who is behaving badly, which is kind of hard to control. Tức là một đứa trẻ khá là ương ngạnh. Bình thường thì mình hay dùng từ như là naughty or mischievous để nói về một em bé trong gia đình mà khá là nghịch ngợm. Nhưng mà từ wayward này sẽ mình nghĩ là sẽ sang chảnh hơn khá là nhiều. Vậy thì mình có thể dùng trong câu như là ví dụ a wayward teenager or a wayward child. Và mình có list một cái ví dụ khá là dài ở đây thì mình đọc cho mọi người cái ví dụ đó mà có chứa từ wayward này nhé. Like all the best families, we have our share of eccentricities, of impetuous and wayward youngsters, and of family disagreements. Vậy mọi người nhớ wayward có nghĩa là ương bướng, một đứa trẻ ương bướng, a wayward child. Từ thứ hai mà mình muốn chia sẻ ở đây đó chính là từ bosom. Từ này có thể là các bạn đã nghe khá là nhiều. Tuy nhiên cái từ mà mình muốn chia sẻ này thì không phải là nó đứng một mình, mà mình sẽ muốn chia sẻ từ bosom này cho một cụm, và cụm đó là in the bosom of my family hoặc in the bosom of the family. Vậy bosom có nghĩa là gì? Bosom means in a situation where you feel safe and sound with the people who love and protect you. Có nghĩa là trong vòng tay yêu thương của gia đình. Mọi người có thể hiểu như vậy. In the bosom of my family. Và mọi người nhớ mặc dù cái chữ của chúng ta viết là chữ O, bo, và đây là som, nhưng mình không đọc là bo som, mình không đọc là bo sừng, mình đọc là b, u ngắn, bosom, bosom. Và in the bosom of my family. Ok, và câu ví dụ mình gửi đến mọi người đó là the happiest moments of my life have been the few which I have passed at home in the bosom of my family. Vậy, mọi người nhớ nhé. Bosom. In the bosom of my family. Trong vòng tay yêu thương của gia đình. Từ thứ ba mà mình muốn giới thiệu với mọi người, và từ này thì nhìn thì cũng khá là quen thuộc. Tuy nhiên là thường thì nó không thường thì mọi người không hay dùng với cái ngữ cảnh gia đình, và chính vì lý do đó khi mà mình dùng từ này với ngữ cảnh gia đình nó sẽ khiến cho cái câu văn câu nói của mình trở nên hay hơn rất là nhiều, sang chảnh hơn rất là nhiều. Đó là từ hysterical. Hysterical. Hysterical có nghĩa là extremely funny. Bình thường thì cái từ hysterical này có nghĩa là sợ hãi, nó bằng cái từ panicking. Panic. Đó. Tuy nhiên là
hàng một cái nghĩa nó ra thì nó còn bằng với cái từ hilarious mà mình vẫn hay dùng. Mình có thể dùng từ hysterical để nói về cái sự vui vẻ, sự buồn cười của một gia đình. Thực ra cái sự vui vẻ và sự buồn cười đấy không phải là cái gì xấu, mà tức là trong gia đình nhiều khi chúng ta có khá là nhiều các conflicts giữa cha mẹ với con cái, và những cái điều đó nó tạo nên những cái mảng màu rất là thú vị cho gia đình mình. Và cái câu mà mình sẽ đặt từ hysterical này ở trong thì mình sẽ đọc ngay sau đây. Tuy nhiên cái cụm mà mình muốn giới thiệu đó là cụm peculiar hysterical charm, một vẻ đẹp ngộ nghĩnh, đáng yêu, vui vẻ, một vẻ đẹp thú vị, rất riêng của gia đình. Và cái câu mà mình lấy ví dụ cho mọi người như sau: In every dispute between parent and child, both cannot be right, but they may be, and usually are, both wrong. It is this situation which gives family life its peculiar hysterical charm. Thường thì trong các cuộc tranh cãi, cãi vã giữa bố mẹ và con cái, cả hai thường không bao giờ đúng, và bình thường thì họ thường là sai. Và chính trong những cái trường hợp như thế này thì nó tạo nên cái vẻ đẹp thú vị và rất là riêng của gia đình. Từ thứ tư mà mình muốn giới thiệu đó là từ totter. Totter. So over to tot. Totter. Totter. Từ này mình có thể dùng khi mà mình muốn diễn đạt rằng là một người nào đó ngã, đi siêu vẹo, ngã. Vậy thì trong cái ngữ cảnh gia đình, từ totter down là một từ khá là hay dùng để diễn đạt rằng là khi một người nào đó vấp ngã thì sẽ luôn luôn có gia đình bên cạnh và giúp người đó đứng dậy, vững bước tiếp, vững bước để đi tiếp cái hành trình, cái con đường của mình. Và cụm từ mình muốn tặng mọi người đó là cụm totter down. Totter, totter, totter down. Và câu mà chúng ta sẽ lấy làm ví dụ sẽ là câu như sau: There's no friend like a sister in a calm or stormy weather, to cheer one on tedious way, to fetch one if one goes astray, to lift one if one totters down, and to strengthen whilst one stands. Okay? Câu này có nghĩa là chắc chắn là chúng ta sẽ không thể tìm được một người bạn nào giống như một người chị gái của mình, dù đi qua những ngày tháng bão tố hay những ngày tháng vui vẻ, để mà có thể làm mình vui lên theo một cách rất là buồn chán, để giúp mình quay trở về đúng với cái con đường mình đi khi mình đi lạc đường, mình sa ngã, mình đi sai hướng, để nâng mình dậy khi mình ngã, và để giúp mình mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn khi mình đang đứng trên đôi chân của mình. Mọi người nhớ nhé, totter down. Bình thường thì mình hay dùng từ fall down, nhưng không sàng chảy. Vậy từ nay thay vì dùng từ fall down thì mình sẽ dùng từ totter down. Và từ cuối cùng, mình nghĩ 5 từ là đủ, 5 từ là quá đủ rồi. Thế vậy thì mình sẽ đưa ra từ cuối cùng. Từ cuối cùng ở đây chính là từ grounded. Grounded. Ground. Grounded. Grounded. Từ này mang nghĩa là when somebody is grounded, they understand their own character. They know they understand their own character. They know what is important, what is worth paying attention to. Vậy câu này có nghĩa, từ này có nghĩa là cũng rất là khó để mình nói về tiếng Việt. Thực sự cái tiếng Việt của mình nó hơi kém mà mọi người thông cảm. Từ này có nghĩa là
biết mình cần gì, biết điều gì là quan trọng. Và trong gia đình thì trong cái chủ đề về family thì thực sự gia đình luôn là nơi mà giúp mình biết được đâu là điều quan trọng, điều gì là điều xứng đáng để chúng ta chú ý tới, và cũng là nơi mà để chúng ta bộc lộ hết cái bản năng, bản chất của mình. Và cái cụm từ mà mình sẽ giới thiệu đó chính là cụm keep somebody grounded. Keep somebody grounded. Và câu mà mình sẽ giới thiệu cho mọi người đó là My family keeps me grounded. It's worth more than words could ever describe. Ok, gia đình là nơi luôn giúp cho tôi biết mình cần gì, biết điều gì là quan trọng, và cũng là nơi tôi thể hiện bản chất của mình. Và điều đó còn giá trị hơn bất kỳ một lời nói nào, bất kỳ một câu chữ nào có thể miêu tả được. Ok, vậy là chúng ta đã vừa đi qua 5 cụm từ mà mình nghĩ là rất là hay và rất là sang chảnh khi mà chúng ta muốn dùng để nói về chủ đề family. Mọi người có nhớ từ đầu tiên là gì không ạ? Từ đầu tiên của chúng ta đó là từ wayward, có nghĩa là ương bướng, ngang ngạnh. Từ thứ hai là từ bosom, trong cụm in the bosom of my family, trong vòng tay yêu thương của gia đình. Từ thứ ba là từ hysterical, nhớ là trọng âm rơi vào từ tear, hysterical, hysterical, mà từ này bằng nghĩa với từ hilarious, có nghĩa là rất là thú vị, vui vẻ, buồn cười. Từ thứ tư là từ totter, trong cụm totter down, và nó bằng nghĩa với từ fall down, và nó sang chảnh hơn rất là nhiều so với từ fall down, có nghĩa là khi ai đó vấp ngã. Và cuối cùng là từ grounded, trong cụm từ keep somebody grounded, từ này mang nghĩa là cụm này mang nghĩa là giúp ai đó biết mình cần gì, biết điều gì là quan trọng và thể hiện được hết cái bản chất, bản năng của mình. Okay, so that's it for today, and I hope these words can help you to beat the IELTS test, the TOEFL test, the SAT test, and other English tests. Thank you for listening and watching. I'll see you next time.